hay thường không? Gạo trắng nước trong ai đi đến đó mình lòng mà muốn người chạy đi mà có vợ lấy về mà có con. Bây giờ mời các bạn đi theo chân mình đi mua dừa nước ăn nha. Nữa chợ nó bán lại em về đâu? Em trong đó. Về trong đó đó hả? Em bán nào về trong đó đó. Chú là để cho những ai mà còn hồi xưa sống xa Cần Thơ á, tưởng nhớ lại bãi cát. Đó trước mặt mình là cầu Cần Thơ nha. Ở đây là hồi xưa là gọi là Hàng Dương á, bây giờ á nó thì các bạn mình có hai bạn nhỏ nè, dễ thương lắm. Đó. Hai bạn nhỏ đó. Đó mình cho nó ăn nè. Đó mình để đồ ăn đó cho nó ăn, thấy không? Đó hai bạn mình đó. Đó. Thấy thương không? Hay thương không? Thương ha. Hai con chim này hình như là mọi ngày nha, mọi ngày nó đều đến cái quán của mình. Hình như nó quen rồi, nó không còn nhát người nữa. Đó. Thường bữa nó hay là hàng nào nó lại đây cho nó thấy thương quá, mình cho nó ăn đó. Bạn ơi quá đi mua về nước ăn luôn các bạn ơi. Bây giờ mời các bạn đi theo chân mình đi mua dừa nước ăn nha. Cái chỗ bán dừa nước đó, ngon mà mềm dẻo đó, nằm ở trên khu thương mại Cao Thế đó. Trên đường Trần Văn Khéo đó. Mình đang quẹo đường Nguyễn Tự nè. Sau khi hết dịch đó, thì đường xá còn vắng lắm quý anh chị cô bác ơi, vắng dữ lắm luôn, vừa bán thì ế ẩm. Lên cầu lên kèo này. Còn lên kèo cái cầu này thì nó bắt ngang sông, nó đối diện là cầu tình yêu các bạn, cầu tình yêu các bạn thấy không? Cá mình là thu nhà lầm một là hồi mình mua dừa nước cái chặng đó, trái mình các bạn thấy không? Giờ mình đi nha. Bây giờ u vắng các bạn ơi. Đối diện với mình là công viên. Ở đây là hội chợ rồi những cái làm bánh dân gian. Bởi vì mình là nhà thằng An Tân lâu nay phải phải vô là khách sạn của tôi nha. Ở dưới này ban ngày thì nó vắng lắm các bạn ơi. Ở đây là hồi xưa là gọi là Hàng Dương á, bây giờ á nó tu sửa lại, nó làm công viên sông Hậu luôn rồi các bạn, công viên sông Hậu Cần Thơ rồi, nghỉ mát rất là mát luôn, nó đẹp hơn là công viên Bến Kiều. Tại vì công viên Bến Kiều thì nó hơi cũ rồi, nhưng mà nó được cái là khu di tích của Cần Thơ gọi là Bến Ninh Kiều đó. Đi xuống là nhà hàng Hoàng Tử,
ở phía bên trái mình đó là nhà của những người dân của quán. Ở đây hồi năm rồi là tổ chức vườn hoa nhưng mà bị vụ dịch, cho nên là tạm hoạt động, ngưng hoạt động luôn. Đang đi trên con đường này là cái đường hoa nè, mọi khi nó tổ chức ở dưới đường Nguyễn Thái Học, nhưng mà hồi năm rồi thì nó tổ chức ở đây nhưng mà vì dịch cho nên là đóng cửa luôn, cắt xong hết trơn rồi dịch tới luôn đó các bạn. Cho các bạn xem một lần nữa, ở đây chặn cái này, chặn mới rồi ở đó, chặn giờ về đây rồi, nó sẽ không có gửi đồ quá các bạn đó, ai muốn gửi đồ thì lên đây đó, xe chặn nó đậu ở đó đó, vậy vậy đó, hồi xưa ở đậu ở dưới đường Nguyễn Ninh đó, bây giờ nó đậu ở trên công viên xã hội luôn rồi. Các bạn nào ai mà có nhu cầu gửi đồ thì chạy đây nha, tại mình mới thấy mình chia sẻ luôn đó. Ở đây là hồi xưa là khu bãi cát nè các bạn, đây là khu bãi cát cũng thơ mộng lắm. Hồi xưa là ở đây là dài dài là nguyên cái hàng trứng cá không nha các bạn, hàng trứng cá đẹp lắm, mà bây giờ nó sửa lại cũng như sông Hậu rồi. Rồi kế bên bờ là những cái quán nước mình ngồi mình hướng mát, rồi mấy đứa nhỏ nhỏ thì nhảy xuống đó tắm. Bãi cát này đặc biệt của nó là ở dưới cát không mà cắt cồn á, ở đâu có nổi lên hoài à. Để mình đi xuống đây mình quay cho bạn, các bạn coi cái bãi cát này nha. Cũng ai mà hồi xưa ở đây á thì sẽ nhớ cái chỗ này, nhưng mà hồi khoảng tầm cái chừng 25 năm về trước đây, quang cảnh đây bên đó, bên kia là sân vận động Cần Thơ các bạn. Sân vận động Cần Thơ là chuyên tổ chức những cái cuộc đua xe hai thì, xe sắm bảy rồi, hồi xưa là sắm bảy nhưng mà giờ là hai thì nha các bạn. Bữa nay bán ế quá cho nên là đi review cho các bạn coi vòng vòng Cần Thơ những ngày mà vừa hết dịch, thảm lắm, buồn lắm. Đó, đây là đối diện mình nè, ngay chân chỗ mình đứng nè là sẽ nhớ những cái chỗ này. Chỗ này là hồi xưa là những cái quán nước là nó bán dài dài đây là các bạn. Quán nước á, quán nước, nước bán nước mía, bán nước này nước kia đó cho mình ngồi ở cái bờ này nè. Mình không mát, không cái gió sông á. Đây, mấy thằng chành bây giờ nó dời về đây chân nè, hồi xưa nó được đường Nguyễn Ninh, hồi xưa nó xéo xuống để chắn sống rồi đó. Có bậc thang xuống, mấy đứa nhỏ nhỏ thì nhảy xuống đây tắm. Đây là dừng thẳng rồi đẳng nè, nó dài ở đây nè, tắm lên ở đây hết trơn. Mấy đứa nhỏ nhỏ, có tuổi trẻ, hồi xưa tôi còn trẻ tôi cũng hay tắm ở đây lắm. Những khi thứ bảy chủ nhật đó thì xuống đây mình tắm uống nước, không mát, cuộc vui chơi. Đó, dòm ra xong ngay chân chiếc xà lan đó có cái cồn nè các bạn, cồn nổi nha. Ở đây nó không sâu như mấy đâu, mình đi xuống đây nó ngộ lắm. Ở đây thì nó hơi thấp, ra đó thì hơi sâu, ra xích ra ngoài kia chút xíu thì nó rất là cạn. Mỗi khi nước cạn đó mà đứng ở ngoài đó là mình đi bộ luôn nha, mình đi bộ đó, cát cồn dưới nó nổi lên ngoài à. Đó, trước mặt mình là cầu Cần Thơ nha. Cái cầu này nói ra thì nhắc lại thì cũng buồn, khi xưa cắt thì nó sập cái dịp bên Vĩnh Long á, cũng chết rất là nhiều người, nhưng mà đó cũng là ký ức rồi, nhưng mà cũng là kỷ niệm mà cũng là sự kiện lớn của Cần Thơ. Ngoài phía đó ai biết lỗi thì đi ra ngoài xích đó chút xíu, có cái cồn nổi trên đó, mình đứng ở trên đó mình chơi bắt hến rồi luôn, hến rất là nhiều nha, ở đây là hến nhiều lắm. Cha nó cái gói mà mình tưởng đâu là cái gì không mà trời hết hồn con cầu thang các bạn, con cầu thang các bạn. Đây là cái mình đi xuống cầu thang này tắm nè. Bây giờ chắc không biết cho tắm không, chắc tắm đại gì có gì đâu, muốn xuống tắm là tắm mà, nhưng mà giờ xong nước giờ dơ quá không dám tắm. Còn nhỏ thì không có sợ dơ, bây giờ lớn rồi sợ dơ không dám tắm đâu. Khu công viên không có, các bạn thấy không, đây mình quay lại là chủ yếu là để cho những ai mà còn sống xa Cần Thơ á tưởng nhớ lại bãi cát,
sống xa Cần Thơ, những người ở nước ngoài đâu, thí dụ lâu quá người ta nói ta sống ở Cần Thơ, ta nói giờ không biết cái bãi cát nó ra làm sao đó, bãi cát giờ nó vậy nè, bây giờ nó phong tỏ làm nó sang bằng, nó làm lại cái này giống như là cái quảng trường vậy, hay tổ chức mấy cái buổi ca nhạc, như là mấy buổi ca nhạc lớn á, như là thường thường Sơn Tùng MTB nó cũng hay về đây ca nè, đó trước mặt mình làm sân khấu hay đó đó, người ta đứng đây về vậy đó, mấy bạn trẻ thì đứng ở đây đó, hô hò thần tượng, nói chung ra làm rồi cái bãi cát làm lại gì thì rất đẹp. Hồi xưa đâu có đường đi thẳng bên Hàng Dương đâu, bây giờ nó cũng làm luôn rồi đó. Thì ở đây cũng là chợ đêm nè, trước mặt các bạn là cũng là chợ đêm nè, nhưng mà mỗi buổi tối nó hoạt động, nhưng mà giờ dịch thì giờ không có ai hoạt động đâu, chưa ai bán. Thường thường là mấy xe nước mía nó bán dài vậy đó, dài đó, nước mía, chả cá, chiên, rồi đủ thứ các loại đó. Các đó sản phẩm thơ đó, ở chỗ đó để vô mà mình mua vé đồ mình xem phim nữa, ấy lộn, mua vé vô coi đua xe, đua xe coi đá banh. Mỗi lần đua xe như là mùng 4 Tết rồi rất là đông nha các bạn. Mùng 4 Tết mấy đứa trẻ trẻ đi coi dữ lắm. Hồi xưa thì đua, thời tôi thì đua 67, nhưng mà bây giờ nó đua xì bò rồi, đua phân khối lớn 150 hoặc là 135. Đây nào các bạn, dài dài là nó chợ đêm ăn uống nè. Rồi cái này bãi xe của mấy xe điện chở du khách đi tham quan, rồi mấy xe điện bị cánh đó, đó để lô lô nè, đó ô ô đó, chợ đêm ở đây đó, đó nó bán hai bên đường rồi nha, đó, hai bên đường bán hải sản không à, gồm cá tép mực nhậu rồi đó, ấu đồ, nhưng mà bây giờ nó hoàn toàn luôn. Giờ nó hình như là đang mượn chỗ này nó làm test nhanh hay gì á các bạn, buồn ghê luôn trời, quẹo khỉ quẹo xuống rồi xuống Cần Thơ nè các bạn. Có ai, những ai mà nhớ về phà Cần Thơ không đó, ai đi qua Vĩnh Long về Sài Gòn chưa có cầu Cần Thơ nãy là phải đi qua đây hết, rất là đông đúc luôn. Dành cho xe 2 bánh nè, ở đây là dành cho xe 4 bánh và xe cơ giới nè đó. Đó, ai nhớ phà Cần Thơ không đó, ai nhớ phà Cần Thơ cũ thì xuống đây xem nha các bạn, đó phà Cần Thơ cũ đó thì sẵn phía dưới luôn kìa, mà những người mua bán ở đây, nhà cửa ở đây cũng sụt giá luôn, giờ đâu còn ai đâu mà đi nữa, mua đồ mua bán nữa. Hồi đó những cái người mua bán ở đây bán rất là đắt, nhất là bán nước đồ ăn. Thôi các bạn xem nha, đó cổng chào đó các bạn, ai nhớ cổng chào đó không đó, mỗi khi mà xuống phà Cần Thơ á, xuống phà Cần Thơ á, từ phía kia mà đổ về phà đây á, mày thấy cổng chào đó là biết tới phà Cần Thơ rồi đó. Và cái đường này là vườn xuống phà phụ nè, để cho quẹo bánh vòng cho các bạn coi về đường xuống phà phụ, xuống phà phụ nhớ không, hồi đó mà cái bến bên kia là bến đi, bến này là bến đổ. Đó, thường thường là vậy đó, kẹt bên đây thì đi bên đây đó, đi xuống bên này nè đó, bến phụ, bến kia nhiều khi nó có trục trặc gì á thì cặp bến bên đây đi bến bên đây đó. Có ai mà nhớ phà Cần Thơ thì vô xem nha đó, phà Cần Thơ đó, đây là bến phụ nè, hết hồn, súng hơi nó bắn nó hết hồn luôn trời đó, bến phụ đó. Nhiều bến này còn hoạt động nè các bạn. Thơ huyện Bình Minh, Cần Thơ huyện Bình Tân, Cần Thơ Vĩnh Long. Đó, thì còn vé, mua vé ở đây. Mua vé ở đây đi xuống phà ở đây. Đó, đi xuống phà đó. Phà nó chạy đó các bạn thấy không? Bạn thấy không? Thấy không? Thấy không? Bây giờ phà này đi còn hoạt động các bạn ơi. Ha. Ai muốn đi đi nha, Bình Tân, Cần Thơ huyện Bình Tân, Cần Thơ Vĩnh Long. Cần Thơ huyện Bình Minh. Chỉ là còn hoạt động được. Chú cho hỏi chú, cái phà đó mình chạy xuyên suốt hả chú? Nhưng mà xe nhỏ mình đi được không chú? Xe đa không hả? Rồi cảm ơn chú. Vậy là
cái phà nó chỉ chở xe hai bánh thôi các bạn ơi, xe bốn bánh là đi không được nha các bạn. Ai có làm biến, nói chung là từ cái phía Long Xuyên hoặc là Châu Đốc đổ về đây thì muốn đi cái này cho lẹ như xe hai bánh thì đi bộ rồi đó, xe đạp rồi thì xuống đây dẫn đến phà cũ các bạn, rồi mà đi bên bến phụ nha, đó giờ còn hoạt động nhưng mà bốn bánh thì đi không được, bốn bánh là bắt buộc phải đi cầu Cần Thơ. Đó, thông qua những gì mình biết thì mình cũng quay cho các bạn xem rồi đó, quý anh chị cô bác xem đó, đó ai nhớ về Cần Thơ đó, đây là cổng chào nè, cổng chào Cần Thơ nè, cổng chào đi xuống bến phà hoặc là từ bến phà đi lên đó, khi mà thấy cái cổng chào là biết tới bến phà Cần Thơ đó. Cái đường này thì quay xuống lại nãy đây là đường Trần Phú nha. Đó hồi xưa mà nếu mà đi phà đó, mà khi mà lỡi lọc rồi đó thì nó sẽ kẹt xe dài đây thẳng lên kia luôn, bánh xe cũ luôn. Nói thật thì với các bạn là có khi thì mình cũng nói sai hoặc là nói không đúng, thì nếu mà có nói sai hoặc là không đúng thì mong các bạn cô chú anh chị bỏ qua nhé. Bây giờ thì nó có cầu Cần Thơ thông thương rồi, thành ra là đi rất là khỏe luôn, thích là đi. Chưa đi mà tránh cái phà không là có khi là tầm cỡ 1 tiếng, 1 tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ kẹt phà. Mỗi lần mà nó kẹt phà là cỡ 1 tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ, nó quẹo trái thì là đi ra cái nhà lòng ba của thùng thế các bạn. Đó, cái khu thương mại này hồi xưa là cái bờ bương nè, nhưng mà nó bồi lấp làm cái khu thương mại luôn. Đó, giờ là khu thương mại có thể là chợ Cần Thơ lớn á. Cái nhà lòng ba đây nè, chuyên môn bán mấy cái như là quần áo dép, quần áo sơ mi, quần áo máy sẵn đó. Bên đây là chợ Ngang, bên đây là nhà lòng hai, chuyên môn bán giải với đồ si, giải đồ si các bạn, bán giải đồ si lòng hai ha. Đó, cái ngõ nhà trước mình đó, đó là chỗ mình đứng dặn cầu mình quay cho các bạn, một bên là cầu Tình Yêu, một bên là chợ nhà lòng một đó. Đó, chợ nhà lòng một đó. À, trên đây là bán rau củ quả, trái cây đồ các loại như là ẩm thực thiếu. Giờ quýnh bên đây ha, qua mua dừa nước. Cái hàng bán dừa nước này nó bán rất là ngon, nó bán dẻo dẻo, mềm mềm, dễ ăn, không có bị cứng, không có bị cứng á, ăn rất là ngon. Bữa nay quýnh bình 40.000 luôn, mỗi bữa quýnh bình 20.000 ăn đủ. Có dừa mềm không Cưng? Có bọc đó được không? Bọc đó, bọc em đang nạo á. Không, em đang nạo kìa. Ừ. Cái đó em đang nạo như vậy? Đợi xíu em chặt gì non cho. Ừ, chặt gì non đi. Rồi mối mà ăn mà nhạt. Lâu lâu lên đi mua không à, ở dưới cho đường xô quyết thì tỉnh không có chỗ bán mà không mua, bà đó bán cứng nhắc. Nửa ký 20 hả? Nửa ký hay là 20? Nửa ký là 40.000 đúng không? Rồi nửa ký đi mà lấy vậy mềm chanh được rồi, không lấy cứng nữa, chợ nó bán lại em về đâu? Em đó đi trong đó đó hả? Em bán nào về trong đó đó, đâu biết đâu, tại mới thấy ở đây. Mày có người chở ra cho mình hả? Mình tự đi mua. Con ghe chở tới. Rồi xong ha. Còn cái đường này á, là cái đường Trần Văn Khéo, hai bên là quán nhậu, quán nhậu và quán ăn. Có ai nhớ vũ trường Bến Thành không? Đây vũ trường Bến Thành bây giờ nó sửa lại là Fisca Club. Mới chán lại nè các bạn, đáng quá. Đó, hai bên đây là ai nhớ Trần Văn Khéo không? Tới trước mặt là đèn xanh đèn đỏ. Cái đó là sông Cần Thơ đó các bạn. Phía bên trái mình là những cái quán bar nè, quán bar, quán nhậu,
quán nhậu. Đây là sân vận động Cần Thơ các bạn. Đó, phía này mặt trước nha, như nãy mình quay cái đỏ đỏ là mặt sau. Trong đây nó còn mở chợ Bình Ổn nha, chợ những người dành cho những người bị cách ly đó. Đó, chợ Bình Ổn nè. Bây giờ làm chợ Bình Ổn luôn, sân Cần Thơ làm chợ Bình Ổn luôn các bạn ơi. Sân vận động Cần Thơ là mặt trước nè, mua vé vô đây mua vé xem đá banh với xem đua xe. Bên đây là Biển Đông. Đó, vậy là quán nhậu. Khu giống như là gọi là khu ăn chơi đó các bạn. Trước mặt mình là Mường Thanh, khách sạn Mường Thanh đó. Hồi nãy mình cũng đi qua đó nhưng mà hồi đi lại cái nữa. Còn phía bên trái mình là nhà thi đấu Đà Nẵng nha các bạn, là chuyên mở những cái cuộc thi như là quần vợt rồi đó, cầu lông, tennis, rồi đá banh mini, rồi tất cả những cái trò nhỏ nhỏ là tổ chức ở đây. Phía bên trái mình là khu hội chợ. Cái khu này là trời ơi thành chỗ cách ly luôn. À, khu này là chuyên môn tổ chức những cái sự kiện như là chợ bán đồ Thái, rồi bán mỗi một cái có cái dịch vụ gì quảng bá đó là tổ chức ở đây, cũng có ca nhạc luôn. Theo như sự hiểu biết của mình với mình trải nghiệm được trong cuộc sống đó, thì mình thấy sao mình nói vậy, thì mong rằng nếu mà mình có nói gì sai thì mong các bạn bỏ qua nha. Viên này công viên gì luôn, nghĩa chữ gì là quân gì, quân cái răng, công viên quân cái răng, ủa sao quân Ninh Kiều sai thuộc về cái răng ta, cái công viên, à, đây có Ninh Kiều nè, quân Ninh Kiều, rồi quay lên cầu Ninh Kiều mình về mình làm vừa nước ăn nha các bạn. Thôi tới đây thôi các bạn ơi, mỏi tay quá rồi. Nếu bạn thấy clip hay thì nhớ là bấm đăng ký để cho mình có động lực mình quay tiếp tục cuộc sống ở Cần Thơ. Cuộc sống Cần Thơ rồi ăn uống rồi tất cả. Thấy gì hay quay cho các bạn, quý chị quý anh chị cô bác xem. Đây các bạn xem một lần rồi nữa, đó hồi nãy mình mua vừa nước là cái mặt trước, cái mặt sau á. Mặt sau của nhà lồng 1 đó. Ở bên đây là cầu tình yêu đó các bạn, đó thấy cầu tình yêu không? Trước mặt mình cái nhà cao cao đó là khách sạn Ninh Kiều, Palasa gì đó, khách sạn Ninh Kiều Palasa đó. Đây là cái cầu, đây là cái cột viễn thông. Giờ mình làm gì nước ăn. Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, tiếc một đời xa xa ngỡ ngàng chỉ để trắng ai gieo bao phú hoàng cho hoa kia thương cho kiếp bè vàng. Rồi cứ chát mình hoa vòi vàng càng lơ, gạo trắng nước trong ai đi đến đó mà lòng không mà muốn người kể đi mà có vợ lấy về mà có con. Trời ơi, làm gì nước ăn nha các bạn. Chiều ăn.
bỏ đá bỏ đường vô, bỏ đường bịch này chắc nửa ký nó 40.000, bịch này cho khoảng 250 gram, cho 2 muỗng đường. Đều lên, trộn cho nó đều, cho nó ngấm đường vào cái cục dừa nè. Nói chung là cái dừa nước này ăn thì nó thơm, cái mùi đặc trưng. Còn cái ăn nó cũng hơi lạc, nó không mới gì ngọt thì mấy, ngọt mà ngọt nhẹ thôi, nó không ngọt đậm đà. Cho nên cho đường vô, trộn đều lên, rồi giờ mình đổ đá cho nó phủ đầy mặt, phủ nó khoảng 15 phút để mình ăn. Đổ đá vô đây mặt rồi giờ ủ đi. Rồi các bạn đợi chút xíu nha, ủ 15 phút lạnh là mình ăn cho các bạn xem. Đây mời các bạn ăn dừa nước nha các bạn. Đây nó cũng đã thấm rồi nè. Mời các bạn nha. Thì mình mua cái loại cái dừa này thì nó không cứng quá mà cũng không mềm quá, ăn vô rất là vừa miệng luôn mà rất là ngon nữa đó. Các bạn giờ thấy không, nó cái dừa mà nó vừa ăn thì nó không có màu đục quá, nó màu trong trong, màu trắng trong á đó, là cái dừa đó rất là ngon đó, các bạn thấy không. Mình vừa ăn vừa húp nước gì rất là ngon. Thì trong các loại cái dừa thì nó có 3 loại: cái dừa nước, cái dừa tươi và cái dừa thốt nốt. Thì riêng cá nhân mình thì thích cái dừa nước này hơn. Thì nó để ăn dặm, ăn giặt, ăn chơi thì nó rất là ngon. Với lại nó có cái nước của nó ra, cái mùi đặc trưng của nước dừa nước đó, nó thơm thơm. Như mà lúc mình ốp đường á, nó có hơi vị ngọt á, uống rất là ngon. Uống cái nước còn lại á, thì các bạn nếu mà thấy dừa nước á, các bạn về làm giống vậy ăn đi, rất là ngon luôn á. Thì mình chia sẻ cho các bạn vậy đó. Nếu các bạn thấy clip hay, video hay, các bạn hãy nhấn một like và chia sẻ và nhấn ấn kênh đăng ký để mình có động lực để mình quay tiếp tục những cái gì hay ho của cuộc sống Cần Thơ và ăn uống. Xin chào và tạm biệt các bạn.